Rồi hello các bạn, hôm nay kênh Tech Gameplay của mình tiếp tục làm video mới nha. Còn game là Phê Lê Nhân Pichu nha các bạn. Đó, phần này mình sẽ sử dụng con Bunny Zombie nha. Qua ép lại On Zombie. Đó, mới vô đây là một cái con Basic Zombie nha. Đó, liệu con Bunny Zombie này có thể chiến thắng được con Basic Zombie này không? Đó, mình sẽ cho nó là nhiều Zombie nha. Biết đấu với nhau, 5 hàng, qua ép lại 5 hàng nha các bạn. Ồ, và con Basic Zombie này nó lại win nha các bạn. Đó, nó lại thắng win cái con Mummy Zombie này rồi. Đó, nhưng mà cho nó tới đây mà nó bị chiếc xe ủi nó nghe các bạn. Sau đó mình sẽ qua một con Zombie khác. Đó, chiếc xe ủi lần lượt, nó sẽ ủi cái đám Zombie này. Rồi, yes, bây giờ mình sẽ nét qua một cái con Zombie tiếp theo. Đây là con Cowboy Zombie nha. Đó, Cowboy Zombie. Và con Mummy Zombie này là nó đang ăn mấy cái nấm và nó quay lại nghe các bạn. Đó, hai bên đang VS với nhau. Rồi, mình cảm thấy là con Cowboy Zombie này là nó chuẩn bị nó thắng nha các bạn. Đó, chuẩn bị thắng rồi. Rồi, quăng vào nó đang thắng luôn các bạn. Đó, nó lại win mà con Mummy Zombie này rất là yếu nha. Đây là cùng một loại máu là 190 máu nha. Đó, mình lấy mấy con Zombie đồng cảnh là 190 máu. Cho quay ép với nhau, coi con bên nào sẽ win nha. Rồi, tiếp tục đấu với con Wet Zombie. Đây là cái con Cowboy Zombie nha. Đó, Cowboy. Rồi, hai bên cắn với nhau rất là quyết liệt nha. Ô, và anh Bunny Zombie này là đang lợi thế nha các bạn. Ô, đang lợi thế, chuẩn bị là anh ấy đã win nha. Rồi, anh ấy đang lợi thế và anh ta đã win. Rồi, rất là hay nha các bạn. Tưởng tôi là yếu hơn tất cả mấy Zombie kia nha. Đó, bây giờ chuẩn bị mình sẽ nét qua một cái con Zombie tiếp theo nha các bạn. Rồi, cho nó tới đây, bây giờ mình sẽ nét qua một con Zombie tiếp theo đây, là con gì đây? Đây là con Kỷ Băng Hà. Đó, đây là con Zombie của dòng Kỷ Băng Hà nha. Rồi, hai bên là chiến đấu với nhau nha. Ồ, cắn với nhau rất là mạnh nha các bạn. Con Kỷ Băng Hà này rất là mạnh nha. Và nó tới ngay kia là chắc chắn sẽ bị mấy con chuột. Đó, mấy con chuột băng là cắn nha, là ủi nha các bạn. Đó, mình rất thích cái đoạn này nha. Ủi rất là đã tai. Đó, ủi là tai hết nha các bạn. Rồi, quăng bây giờ mình sẽ nít qua. Đó, nít qua một cái con là con Lost City Zombie. Đó, và anh Mummy Zombie này có thể vượt qua được là không đây nha. Ồ, khả năng là win nha các bạn, khả năng là win nha. Mummy Zombie là win nha. Đó, đang cắn rất là phơi. Rồi, bây giờ là đang cắn rất là phơi nha. Rồi, chuẩn bị mình sẽ nét qua. Đó, mình sẽ nét qua một con Zombie tiếp theo. Đó, cho nó đi tới kia một đoạn đây các bạn. Rồi, cho nó đi cho nó thoải mái nha. Rồi bây giờ mình sẽ nét qua một con Zombie tiếp theo đây. Đó, đây là con Remy Zombie nha. Đó, Remy Zombie. Ok, đập luôn. Ồ, Mummy Zombie này là đang thắng thế nha các bạn. Đó, đang thắng thế, cắn chắc là phơi. Đó, cắn cái cà phê nha. Các bạn nào thấy video này hay á, video này hay, các bạn nhớ nghe ấn comment, like, share hoặc subscribe kênh Best Gameplay của mình. Đó, hy vọng các bạn luôn luôn ủng hộ kênh của mình nha. Ok, xin chào các bạn, thank you so much. Rồi, và Mummy Zombie này là lại win nha các bạn. Đó, lại win. Bây giờ tiếp theo mình sẽ nét qua một cái con Zombie tiếp theo nha. Đây là con Dad Zombie. Tiếp tục ăn nấm các bạn. Rồi, hai bên đang sớt lá cào với nhau nghe. Đó, đang cắn. Đó, tiếp tục cắn nghe. Ồ, bên nào đây, bên nào sẽ win đây? Hai bên rất là căng nghe. Rất là căng. Ồ, rồi bên đi Zombie không win. Rồi, nãy giờ là win toàn tập nha các bạn. Win nãy giờ là 3-4 trận liên tiếp rồi nghe. Đó, bây giờ tiếp theo mình sẽ cho nó qua một con Zombie tiếp theo nha. Đó, đây phần này là chuỗi video này là mình sẽ sử dụng là
Zombie vs On Zombie nghe. Rồi tiếp theo ăn nấm cắn là con. Con này là con bên dòng AE gì á, ATS gì đó. Ok, và đây con zombie tiếp theo nghe. Con này là bên âm nhạc, nó giống như ngôi sao nhạc rock nha các bạn. Rồi con zombie zombie này đã thất bại nghe, đã slow nghe các bạn. Rồi tới đây đi, đám xe ủi, đám xe ủi hết các bạn. Sau đó mình xuyên qua map 3 tiếp theo. Đó, xe ủi là ủi hết. Ồ, đây là con Dino Zombie. Đó, Dino Zombie. Rồi, quất luôn các bạn. Đó, hai bên đang áp vô kiểu như quýnh lộn nha các bạn. Hai băng rất là đông nha. Tổng cộng một bên là 20 con, mình chia 20 con nha. Đó, thắng thua là biết liền. Ồ, Mommy Zombie no win nha. Đó, là bị xe ủi, ta ủi tiếp các bạn. Rồi, bây giờ lấy cho bạn xe ủi, tôi ủi tiếp. Bây giờ tiếp theo, mình sẽ nét qua. Đó, nét qua là tiếp theo đây. Wow, anh ấy đang ăn nấm liên tục. Đây là con Big Zombie. Đó. Để đầu tóc rất là đẹp trai nha các bạn. Big Zombie này để quả đầu rất là chắc nha. Ồ, Mommy Zombie này là lại win nha các bạn. Mình cảm thấy là win luôn cái đó. Chắc chắn là win 100%. Ồ, chưa nghe các bạn, chắc là căng. Ồ, mới vừa tưởng đâu là chắc là căng nhưng mà rốt cuộc bên đây còn lại 5 con. Đó. Mẹ nói không, chưa hai bên biết đấu với nhau là chưa chắc ngay nhưng mà mình đã đoán sai. Và Big Zombie đã win. Rồi chúng ta tiếp tục nha các bạn. Đó, chúng ta tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ để cho cái con xe ủi này ủi nha. Đó, để cho xe ủi này ủi xong mình sẽ nét qua. Đó, đây là con gì đây? Đây là con Roman Zombie nha. Đó là con Roman Zombie. Rồi hai bên tiếp tục cắn nha các bạn. Đó hai bên tiếp tục cắn với nhau. Ồ, Mommy Zombie khả năng là đang ngon kèo nha, ngon kèo. Rồi Mommy Zombie đã win nha các bạn. Đó, yes, tức là anh ấy đã cắn được con Roman Zombie này, rất là hay nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó qua một con zombie tiếp theo nha các bạn. Đó, cho nó nét vào một con zombie tiếp theo. Con gì đây? Con này con Z-Cup zombie. Con Z-Cup zombie nha. Đó, cắn với nhau tiếp tục nha các bạn. Liệu anh nào sẽ win đây các bạn? Anh nào sẽ win đây? Ồ, ồ, ồ. Bên Z-Cup hai bên rất là khó viết nha. Đang áp sát vô rất là khó viết. Oh, và Mommy Zombie đã win. Yes, tức là nó rất là mạnh nha. Đó, mấy lứa mới vô là nó là rất là mệt sức, là đói bụng là sao các bạn. Thua ai chặn. Mà càng trở về sau là nó càng win nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nét qua một cái zombie tiếp theo. Oh, đây là con tiếp tục con Z-Cup. Đó, Z-Cup khác nha, con này tóc vàng. Rồi, bước luôn các bạn, coi bên nào win nè. Oh, tóc vàng này cũng là máu là 190 máu nghe, đang đấu với nhau các bạn. 190 máu đang nhào vô. Ồ, Mommy Zombie lại thất bại nghe. Đó, và bây giờ tới đây cho chiếc xe ủi nó ủi thôi. Ok, ngày mai sau mình sẽ hoàn thiện thêm là cho nó hấp dẫn hơn nghe. Trận đấu này càng ngày sau mình sẽ cố gắng làm cho hấp dẫn thêm. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua cái con zombie tiếp theo. Đó, đây là vẫn là con bên Big nha, Big Zombie, nhưng mà đây là con khác nha. Vẫn máu là 190 máu nha. Bên cùng máu với nhau, nhưng mà cái con quan trọng bên nào sẽ win. Đó, tiếp tục. Cắn với nhau đi. Rồi, cắn với nhau rất là ngon lành nha. Ô, và Mommy Zombie lại win. Đó, mình chỉ có dàn xe ủi ủi sẵn, khi nào mà qua khỏi cửa zombie mummy này là bị chiếc xe ủi này là ủi ngay. Rồi chúng ta bây giờ tiếp tục nét qua tiếp một con zombie tiếp theo. Ồ, đây là anh Lost City zombie nghe, The Blood. Đó, đây là Blood Chemical nha các bạn. Cắn với nhau coi bên nào mình nghi là bên mummy zombie win.
Cờ đây là chắc yếu, rất là yếu do cầm một tay rất là mỏi tay nha, nên cắn không lại nha các bạn. Đó. Tục thì áp vô chắc là ngang nha các bạn. Rồi, Bombay Zombie tiếp tục mình. Ok, bây giờ mình sẽ tạm dừng video ở đây nha. Thank you các bạn đã xem ủng hộ kênh của mình. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo vào ngày mai.